Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ cho mọi người biết trạm xe điện ở bên Cali thế như thế nào. Hôm nay thì cũng giống như là những ngày đi học gần đây, thì mình quyết định là mình sẽ chọn đi xe điện từ nhà đến trường. Thực ra cũng không hẳn từ nhà đến trường, mình sẽ chạy xe từ nhà đến trạm xe điện và sau đó sẽ từ trạm xe điện đi đến trường. Trường mình nằm ở trên đường Sunset Boulevard, là nó nằm song song với lại trường ở đường Hollywood Boulevard ở trên Hollywood. Xuống trạm xe điện ở trên gần trường mình thì nó cũng cách trường mình khoảng một khoảng đi bộ cũng khá xa, cho nên mình quyết định là đem theo cái con này, cái scooter này để mình không phải đi bộ từ trạm xe điện cho đến trường học. Đây là cái trạm xe điện. Chúng ta thấy là bây giờ người ta đang đứng đợi. Cái hướng này đứng bên đây á, là đi lên trên LA. Còn hướng bên kia thì đi ngược lại từ trên LA đi xuống. Schedule của mình là tàu xe sắp tới rồi. 7:16, bây giờ 7:17 nó tới chở đi xíu. Các bạn có thể thấy là ở phía trên đầu chúng ta có những cái bảng thông tin giống như ở sân bay vậy đó. Thì cái bảng thông tin này sẽ cho chúng ta biết được là cái hãng xe điện nào và cái trạm đến, cũng như là cái thời gian mà cái chuyến xe điện đó xuất phát. Và cũng cái điều rất là quan trọng là có cái track number. Tại vì nếu không có cái track number thì chúng ta sẽ không biết là cái chiếc xe điện đó nó nằm ở cái cổng nào. Cái track number nó cũng giống như là cái ghế trong sân bay vậy đó. Đây chúng ta có track 14B. Còn đây là chúng ta, tất cả mọi người đang hướng về chuyến xe điện ngầm. Ở dưới đây thì sẽ chia ra nhiều tuyến xe điện ngầm khác nhau, được đánh dấu bởi những cái màu sắc khác nhau, thường như màu đỏ, màu tím, màu xanh dương. Những màu này sẽ đi về những cái hướng khác nhau, bắt đầu từ trung tâm Los Angeles. Thì cái tuyến màu đỏ sẽ dẫn chúng ta lên trên North Hollywood. Tắc mà khi chúng ta đi cầu thang máy là để chúng ta đứng yên một chỗ thì chúng ta nên tách qua bên phía bên tay phải để chừa cái lối đi bên trái cho những người nào mà họ đi gấp thì họ sẽ đi nhanh hơn về phía bên tay trái của chúng ta. Ngay cả ở sân bay hay bất cứ ở đâu trong siêu thị hay bất cứ nơi nào, chúng ta đều tuân theo cái quy luật như vậy. Bởi vì mình không có mua cái vé tháng, cho nên mình không thể nào tiếp tục đi giống như họ được. Những người này là họ đi làm thường xuyên mỗi ngày, cho nên họ sẽ mua vé tháng. Còn mình thì có ngày đi có ngày không, cho nên mình khi nào mình đi thì mình mới bắt đầu mua thôi. Đây là cái chỗ để cho mình mua vé. Các
mình có cái thẻ cho nên mình sẽ đi lốt nó. Xe điện này họ đang đợi mình, họ đợi cũng khá lâu. Thông thường thì mỗi chạm như vậy thì họ chỉ dừng lại khoảng chừng vài giây thôi, nhưng mà đây có lẽ là cái chuyến xe điện, cái chuyến đầu tiên, có nghĩa là cái trạm đầu tiên họ bắt đầu đi lên, đi tới North Hollywood. Đây là trạm trung tâm cho nên họ có thể đợi lâu tí xíu. Nó thấy là hiện tại bây giờ có rất là nhiều người họ đi, người không có đủ chỗ nữa. Chuyến này cũng khá sớm cho nên có nhiều người chuẩn bị đi lại. Bây giờ để mà khỏi phải đến những cái trạm thì mình sẽ canh giờ. Thì thông thường thì từ trạm này cho đến trạm cuối mình còn đến khoảng chừng 20 phút. Cho nên mình sẽ canh khoảng chừng 18 phút để nó báo động, để lỡ nó có ngủ quên á thì mình cũng không có bị miss cái trạm đó. Chúng ta đã tới Hollywood Boy. Trạm xe điện này nằm ngay Hollywood Boulevard. Đây là cái con đường của đại lộ danh vọng. Nếu chúng ta đi xa hơn một xíu nữa, chúng ta sẽ thấy được Chinese Theater và Dolby Theater, là nơi trao giải Oscar. Và Chinese Theater là nơi mà thường diễn ra các buổi ra mắt phim điện ảnh khá là nổi tiếng trên thế giới. Đây là Hollywood Boulevard. Chúng ta thấy còn đây là trạm xe điện Hollywood Vine. Từ đây nếu mà đi xe đi bộ thì chắc là khoảng chừng 10 phút mới tới trường, cho nên phải có sự hỗ trợ của chiếc xe này đây, scooter. Như là setup bắt đầu chúng ta sẽ đi xe scooter lên trên trường nhé.